Vừa rồi thầy đã cho các em bài toán tổng quát, thầy đã chứng minh cho các em chi tiết từng câu một, thầy đã rút ra cho các em các kết quả cần phải nhớ đúng không nhỉ? Như vậy thì để minh họa rõ hơn về những cái kiến thức mà thầy đã truyền đạt tới các em thì thầy cho chúng ta cùng đi vào các ví dụ của bài giảng nhé. Các ví dụ của bài giảng. Ví dụ số 1. Trong một điện xoay chiều mắc lối tiếp gồm tụ điện có C bằng 100 trên pi microfarad, cuộn thuần cảm N bằng 0,5 trên pi Henry và biến trở R, cái R thay đổi chưa? Rồi, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức U bằng 200 căn 2, cos 100 pi tV. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt giá trị cực đại thì khi đó giá trị của biến trở và công suất cực đại là bao nhiêu? Được chưa? Nhớ thầy nhé. Như vậy thì ta tóm tắt đề bài nhé. Tóm tắt đề bài ở đây là mạch ví dụ 1 nhé. Ví dụ 1, các bạn có R thay đổi này. Chúng ta có N bằng 0,5 trên pi Henry này. Chúng ta có C bằng bao nhiêu đây ạ? 100 trên pi microfarad. Đây là những thông số. Biểu thức của U bằng bao nhiêu ạ? Biểu thức của U đây bằng 200 căn 2 cos của 120 pt vôn đúng nhỉ? Chúng ta có đó là gì ạ? À, P max bằng hỏi chấm và R bằng bao nhiêu? R bằng hỏi chấm. À, đây là những thông số của chúng ta. Chúng ta có omega ở đây 120 pi, các bạn tính ngay được Zn. À, từ đây em suy là Zn. 120 pi nhân với lại 0,5 trên pi thì bằng 60 ohm. Tính nhanh được đúng nhỉ? Em tính được Zc. Zc ở đây sẽ bằng là trên tự là 1 này. Dưới bốc 120 pi với pi hết nhân với 100 nhân 10 mũ trừ 6 bằng 120 nhân với 100 trên pi hết pi rồi đúng không? Nhân 10 mũ trừ 6 250 phần 3 ohm, số này quá nhỉ. 250 phần 3 ohm. Được chưa? Rồi các bạn đã tính xong ZL và ZC. Xong rồi. Bây giờ thì ta lại áp dụng cái kết quả ta thu được nhá. Nhớ thầy này, nhớ này. Khi R thay đổi, R thay đổi, P max của thầy chính bằng U bình phương chia 2 trị đối Zn trừ Zc. Đúng chưa? Thay số thôi nào, thay số. U của thầy là 200 bình. Ở đây U cực đại bằng 200 căn 2, U hiệu dụng sẽ là 200 bình chia cho 2 nhân trị đối Zn là 60 trừ 250 phần 3 bằng. Nào ta biến đổi thôi nhá. Trên tử là 200 bình, dưới mẫu là 2 nhân với mở ngoặc 60 trừ cho 250.